đây vì chung một lẽ, vì cùng một mục đích, cùng một sứ mạng, giúp cho một thế giới tốt đẹp hơn. Là một giáo viên thì tôi rất là mong nhà trường sẽ được trang bị phòng máy tính để các em được học và thực hành trực tiếp trên máy tính, sẽ giúp các em học tốt hơn và sẽ không vượt xa với các em học sinh của máy tính. Ươm mầm khởi nghiệp cho những kỳ lân tương lai, để một ngày kia đất nước có thể trở thành cộng đồng kinh tế của châu Á. Sắc Đăng đã tổ chức chương trình trao tặng tri thức công nghệ với mục tiêu quyên góp 1.000 máy tính với ước vọng góp phần xóa mù công nghệ tại những vùng xa xôi của đất nước. Đóng góp chuỗi chương trình hàng trăm chiếc máy và đã được trao cho hai trường ở tại vùng miền núi ở phía Bắc, cùng với các doanh nhân sẽ đem thật nhiều niềm vui cho các em ở miền núi. Là nó là một quá trình, không những chỉ là cái thời điểm hiện tại mà là thời gian sau này. Cái chương trình của Sắc Đăng này nó cũng có một cái điểm đặc biệt là nó đưa đến cái tri thức cho những người nghèo. Ở đây đấy chính là cái cách thức giúp người ta thoát được nghèo một cách bền vững. Ở đây là không cho họ tiền, ở đây không cho họ cơm, mà vấn đề là cho họ cái cách thức để họ thoát được nghèo. Tôi nghĩ rằng đây chính là cái điểm mấu chốt của cái chương trình này.